Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức hội thi đội hình xe chữa cháy chuyên ngành năm 2023. Hội thi thu hút 28 đội với 196 đội viên phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên ngành của các khu công nghiệp, công ty, doanh nghiệp có xe chữa cháy tham gia. 28 đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành đã kiểm tra các nội dung gồm triển khai đội hình 7 từ xe chữa cháy, 6 đội viên chạy 100m triển khai đải vòi nối vào đầu hai lăng B để phun vào tiêu điểm, một người dùng máy bơm ở xe chữa cháy để đẩy nước ra các đầu lăng đến khi tiêu điểm đầy nước. Kết quả giải nhất thuộc về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai. Giải nhì thuộc về đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành Công ty trách nhiệm hữu hạn Bosun Việt Nam.